tin Palestine luật sư Kitô giáo được phép hoạt động tại các tòa án hồi giáo bà Haya Banura một luật sư Kitô giáo ở thị trấn Bayt Palestine đã có giấy phép đại diện cho khách hàng tại các tòa án hồi giáo Palestine nơi phán quyết được đưa ra qua việc tham khảo luật Sharia luật hồi giáo chính ông Mahmoud Al Habas chủ tịch hội đồng tối cao luật hồi giáo cấp phép này cho bà Haya Banura. Nhờ giấy phép này, luật sư Haya Banura có thể thực hành nghề của mình tại tòa án Hồi giáo. Trong một số tuyên bố từ hãng tin Palestine Wafa, ông Mahmoud al nhấn mạnh rằng luật sư Kitô Tô giáo có thể thực hành nghề trong các tòa án Hồi giáo là một phần nói lên sự gắn kết giữa người Hồi giáo và Kitô giáo thuộc quốc gia Palestine. Bà Haya Banura là luật sư thứ năm người Palestine nhận được giấy phép hoạt động theo các thủ tục do Sharia quy định kể từ khi thành lập chính quyền Palestine vào năm 1994. <laughs>